Xin chào các bác nhé. Nay tôi đi rừng, tôi sẽ quay một cách cận cảnh rõ nét cho các bác xem về cây cẩu tích. Cây cẩu tích nhá, nó có tên gọi khác là cây cu ly. Đấy, kim mao cẩu tích, cây lông khỉ. Cây này thì được nhắc đến trong các tài liệu rồi. Và nếu như các bác xem qua vài hình ảnh ấy, thì nó sẽ rất khó hình dung, cho nên tôi đã lên tận nơi quay cho các bác xem để nhìn lá xem. Đây là mặt sau của lá nhá. Mặt sau nó sẽ hơi bạc bạc thế này. Thấy không? Đấy. Đây là mặt sau nhá. Và cái cây cu ly này nó chỉ sống ở trên rừng già thôi. Xem rừng. Đây đang là rừng vầu. Xung quanh rất là nhiều cây dương xỉ. Nó giống với cây cẩu tích cực kỳ ấy. Đây này. Cho các bác xem lá cây dương xỉ nhá. Đấy, đặt hai lá cạnh nhau này, thấy không? Đấy. Cái lá cẩu tích thì nó hơi nhỏ nhỏ hơn, giang cưa nó nhỏ hơn, thấy không? Nhìn xem, và màu xanh nó hơi khác tí. Cái này thì nhìn chưa quen thì các bác có thể vặt hai loại lá để so sánh với nhau, chứ nhìn quen rồi chỉ cần lướt qua biết ngay này. Xem mặt sau nhé. Mặt sau cây dương xỉ thì nó xanh xanh. Nói chung nó không có cái lớp phấn. Nhìn nó kiểu rất là khó tả này. Như nhìn cây cu ly xem. Mặt sau nó hơi bạc bạc, kiểu như là có một lớp phấn ấy. Kiểu như thôi nha, chứ không phải là có. Nó giống như một lớp phấn, nhìn qua nó bạc bạc như vậy nhá. Đấy. Đấy chưa. Và cái nó xẻ là không, không xẻ sát vào cái cuống trong đây này. Cái gân nó, còn cây cu ly nó xẻ sát vào cái gân này. Đấy. Đặt hai lá cạnh nhau này thì mô tả thì nó mới rõ được. Còn quay mỗi một cây thì chắc là khó hình dung lắm. Cây cu ly này thì nó mọc nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Bây giờ tôi sẽ quay về cái gốc cho các bác xem nhé. Đây, các bác nhìn cái lông này thế nào. Đây lại là lông dương xỉ nhá, chứ không phải lông cu ly đâu nhá. Lông cây dương xỉ thì nó thô hơn và màu vàng nó không được tươi, được đẹp như cây lông cu ly. Bây giờ tôi sẽ lấy lông cu ly để so sánh cho các bác xem nhé. Đây là một cách để các bác nhận ra lông cu ly nó khá là vàng và mịn. Đấy, đặt cạnh nhau mà xem. Tôi sẽ dứt hẳn ra để các bác nhìn kỹ nhé. Giật đứt nó ra luôn. Đấy, nhìn xem. Nó mịn, nhỏ mịn như sợi tóc thế này mà. Còn lông cu ly nhìn nó thô đây này. Nhìn sợi lông nó thô thô. Thấy chưa? Đặt cạnh nhau cái là nhìn phát hiện ra ngay mà. Đây. Đấy là cách để mà nhận biết ra nó nhé. Còn theo mà các tài liệu nó ghi ấy, thì cây, tí nữa tôi sẽ nói về cách dùng của kinh nghiệm của tôi, sau bây giờ tôi nói trong tài liệu đó. Thì tài liệu nó ghi là cây này làm thuốc bổ gan. Còn tài liệu gì các bác cứ vào phần mô tả kênh của tôi mà xem nhé. Chứ còn lần nào xem video tôi cũng nói tên tài liệu nó dài dòng lắm. Các bác cứ vào phần mô tả kênh mà xem nhé. Đây, trong tài liệu nó ghi là làm thuốc bổ gan, thận, chữa đau lưng, đau khớp, xương, đầu gối, chữa phong thấp. Người già hay đi tiểu tiện nhiều lần, ngày dùng 8 đến 10 gram dưới dạng thuốc sắc. Còn dùng chữa bệnh phụ nữ khí hư, bạch đới, phụ nữ có thai mà lưng người đều đau. Theo tài liệu cổ thì cẩu tích có vị đắng ngọt đính ôn vào hai kinh can và thận. Có tác dụng bổ can thận mạnh lưng gối, trừ phong thấp, chữa phong hàn thấp tỳ, lưng đau chân mỏi, thất níu, tức là không đi đái được, lâm lô,
đái nhỏ giọt. Những người thận hư hữu nhiệt, tiểu tiện bất lợi hoặc đỏ vàng không dùng được. Đơn thuốc có cẩu tích chữa đau ngang lưng, đau nhức. Kinh nghiệm nhân dân là cẩu tích 15g, ngưu tất 10g, đỗ trọng 10g, sinh mễ nhân 12g, mộc qua 6g, nước 600ml, sắc còn 200ml, chia 3 lần uống trong ngày, có thể thêm 20ml rượu trong khi uống, nếu uống được rượu ấy. Đấy, ngoài cái rễ cẩu tích người ta còn dùng cái, ở đây nó ghi là rễ, thực ra là cái phần thân củ nhá, phần thân của nó ấy. Người ta còn dùng lông vàng phủ xung quanh thân rễ để đắp các vết thương, vết đứt tay, đứt chân để cầm máu. Tác dụng này do các lông đó hút huyết thanh của máu và giúp cho sự tạo máu cục, làm cho máu chóng đông. Có khi người ta còn dùng lông này để nhồi đệm, nhồi gối. Đấy, đấy, trong tài liệu nó ghi như thế nhá. Còn như ở đây ấy, mọi người đi rừng này thì thỉnh thoảng có đem cây cẩu tích này về, tức là cây cu li ấy, đem về ngâm rượu uống để chữa các bệnh đau lưng ấy. Rồi có khi đi rừng đứt tay đứt chân là cũng lấy cái lông đấy để mà cầm máu. Còn nếu không có lông đấy thì sẽ dùng cái cây cạo ở cái cây nứa ra. Đấy, cái đấy tôi đã có video làm về nó rồi, các bác cứ vào kênh của tôi mà tìm xem các bài thuốc cầm máu nhé. Còn như cây này ấy, là trước kia họ thu mua rất là ác, cây cu li này. Bây giờ thì họ ngừng thu mua ở chỗ này rồi, nhưng còn chỗ khác tôi không biết họ có thu mua hay không nữa. Họ thu mua số lượng lớn lắm các bác ạ. Hàng ngày người dân đi đào nhá, mỗi người phải đi lấy về một ngày thế nào lấy được khoảng, cứ trung bình mỗi người khoảng 50 cân. Mà hàng ngày họ đổ xô vào rừng lấy hàng chục, hàng mấy chục người cơ. Cứ mỗi hôm đi về là họ gom vào chở.